Rồi, xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phật Pháp Âm Thanh của mình. Thì hôm nay mình quay cái clip này để giới thiệu sơ với các bạn những cái sản phẩm mà mình hiện đang có, cũng như là những sản phẩm mà mình thường chọn để làm và giới thiệu với anh em. Thì hầu hết đây là những cái dòng loa tai, những dòng loa tai của Bose 101 JBL Control. Đó, bao loa tai PMP vân vân. Rồi ngoài ra chúng ta còn có những cái dòng như là AM5 các bạn. Đây là những cái cube của nó ha, những cái cục cube của nó. Đây là những cái sub AM các bạn. Thì và những cái cục đẩy ha, quang số, quang cơ, micro, thì phục vụ cho chúng ta nhu cầu chúng ta nghe nhạc gia đình và trở lại hát karaoke vân vân. Thì em ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu anh em nào ở gần thì em có thể hỗ trợ tư vấn lắp đặt với chi phí hợp lý. Còn nếu nào anh em ở xa thì anh em có thể kết bạn với mình qua số điện thoại là 0908272812. Mình có chụp đăng các sản phẩm âm thanh trên cái trang Zalo xong qua số điện thoại vừa rồi, các bạn kết bạn với mình thông qua số điện thoại đó. Rồi, thì giới thiệu sơ tổng quan các bạn thôi. Thì mình sẽ tiếp tục làm những cái clip để vậy để giới thiệu thêm về những cái dòng sản phẩm mà mình có được để chia sẻ và đăng lên cái trang này. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như để xem các video tiếp theo bên mình nha.